Ok, xin chào anh em mê đồ chơi công nghệ. Thì hôm nay shop QVTech xin hướng dẫn và giới thiệu cho anh em. Và rất là nhiều những anh em đang đặt ra câu hỏi rằng là: anh ơi, em mua hàng ở trên Shopee, trên TikTok hoặc là trên fanpage của anh mà em vẫn chưa hiểu hết về sạc nhanh là như thế nào và máy nào thì dùng được sạc nhanh. Thì hôm nay thì mình xin làm cái video này để giới thiệu và hướng dẫn cho anh em thế nào là sạc nhanh. Anh em hiểu đơn giản, sạc nhanh là khi chúng ta cắm vào điện thoại ấy, thì hoặc là máy tính, MacBook các thứ đấy, thì chúng ta sẽ đẩy tốc độ giảm điện một cách nhanh chóng hơn. Cộng thêm là nhiều anh em hỏi rằng là nếu như sạc nhanh như thế thì có ảnh hưởng gì đến máy không, thì anh em yên tâm 100% rằng các nhà sản xuất máy cũng như sản xuất đốc sạc ấy, người ta đã tính toán đến mức độ an toàn của dòng điện khi đưa vào máy rồi. Đây anh em, khi anh em yên tâm một điều là máy chúng ta có sạc nhanh thì anh em sử dụng sạc nhanh thì rất là ok, không có vấn đề gì. Vậy thì những cái mẫu sạc nhanh nào thì mình sẽ giải thích cho anh em. Đầu tiên là đến cái pin dự phòng ạ. Khi anh em check trên thông số của cái đốc sạc ấy, quay sạc dự phòng này, anh em để ý này, nó không có phát sạc mini thì hầu như là nó không có hạt sạc nhanh, nó chỉ dạng hỗ trợ sạc nhanh thôi. Anh em dùng cái sạc dự phòng của hãng Moco thì anh em khi mua hàng về thì anh em để ý cho mình cái những cái thông số ở trên bao bì, nó sẽ ghi rất là chính xác về dòng hỗ trợ sạc nhanh. Thì với dòng máy của iPhone thì anh em để ý cái PD này, đây là cái dòng máy PD 20W thì nó có hỗ trợ sạc nhanh cho thằng iPhone. Còn nhiều anh em đang mua máy Samsung ấy thì anh em hỏi rằng là thì cái gì check Samsung kiểu gì, thì anh em để ý có thằng QuickCharge này, của Qualcomm nó cấp này. QuickCharge thì đời cũ ngày xưa dòng 2A thì nó có là 1.0, 2.0 và 3.0, hiện nay đã đang ở thịnh hành. Còn 2.0, 3.0 và 4.0 thì đang rất là thịnh hành, còn 5.0 thì đang mới ra và anh em chưa được sử dụng rộng rãi, nhưng mà anh em chỉ mua để anh em chiếc thông số 3.0 là đã là sạc nhanh cho thằng Samsung rất là nhiều rồi, có thể 15 phút được tầm 30% nó đẩy rất là tốt cho anh em nhé. Đó thì đây, tất cả củ sạc của hãng Oppo nó đều ghi rất là đầy đủ thông số này, QuickCharge này và PD này. Đó, đầu C ra C và đầu USB ra C. Đó, anh em này để ý Qualcomm các thứ này đầy đủ nhá. Rồi 25W này, đây còn tầng RAM Samsung đấy ạ. 25W đấy ạ, anh em để ý nhá. Đó, thông số ghi rất đầy đủ. C ra C. Đó, kìa. Còn tiếp theo đến tầng cho thằng vọc là như thế nào. Thì vọc ở đây thì có vọc này và Super vọc. Thì những dòng máy của thằng Oppo thì anh em nếu như máy của anh em đã hỗ trợ sạc vọc thì anh em yên tâm anh em dùng bộ này. Đó, sạc vọc đấy, ghi cắm phát nhận thông số vọc luôn cho anh em nhé. Thì tí mình sẽ test thực tế từng cái mẫu sản phẩm một cho anh em để anh em yên tâm. Ốc kính ủ 25W ra để cho anh em test thực tế trên máy Samsung luôn. Thì khi anh nhận bóc ra, anh em đầy đủ các thông số này, cho anh em check này, Samsung các thứ này. Đó, và phát sạc Super sạc này. Đây, mình sẽ cắm để cho anh em tại sao cái khi được cái cắm vào thì nó sẽ hiện lên cái QuickCharge này và sạc nhanh này. Đấy. Đó, sạc nhanh ạ, anh em nhìn được sạc nhanh ạ. Con này dùng thời gian không bao giờ sự loạn cảm ứng nhanh nhé, báo sạc nhanh đầy đủ dòng máy Samsung ạ. Ok.